Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. RS 110 phục dựng đầy táo bạo trong một cái diện mạo mới. Cái chiếc RS 110 là một phiên bản nhập nguyên chiếc của bên Thái về. Trải qua nhiều năm thì dòng xe này ít nhiều người dọn kiển bởi cái sự xuất hiện của quá nhiều cái dòng tay ga thời mới. Phải rất khó lắm thì mới tìm được một bản độ về cái dòng xe này đẹp đến như vậy. Cái điểm khác biệt của dòng RS 110 của bên Thái là phần cái đèn trước được chia ra làm hai, trông như một cái đôi mắt. Đây cũng là một phong cách của Honda Thái Lan. Họ đã áp dụng cái đèn hai bóng thế này trên rất nhiều dòng xe. Ví dụ như là Quay 125i, cái đời từ 2005, hay là Novo LX v.v. Cái cụm tăng tốc Dono vàng đã được thiết kế nằm âm ở bên trong, ẩn ẩn hiện hiện cũng khá đẹp. Cái tay lái ở bên trái có dùng cho mình cái kính gù đồ chơi. Xung quanh phần đầu còn có một cái cặp cụm thắng xin đã được ốp carbon. Phần dự áo được sơn là cái tông màu nâu cũng khá đặc biệt, không quá nổi bật lắm, nhưng có chút gì đó cũng lạ mắt và cứng cáp. Xung quanh các chi tiết như về trước cộng nhiều chi tiết nhựa nhám xung quanh được ốp carbon cực kỳ đẹp mắt hiện đại. Chàng chân ở dụng cái phục Holin phiên bản bình dầu liền nằm trên, đi cùng với hai chế độ tăng chỉnh. Bên thêm cái chén chân phục CC là sao phục đen để tạo hài hòa cho cái dàn chân. Chất liệu của bô bằng titan sẽ tạo một cái điểm nhấn sự nổi bật trên cái nền dàn chân đen. Phần mâm được người chủ tận dụng của cái chiếc clip Quattro. Exeter 1.5 chất ngất như con gà tây, đi cùng chàng đồ chơi chất lượng. Dù đã có rất nhiều thế hệ tiếp theo, nhưng cái mẫu là Exeter 4 số đến tận hôm nay vẫn tạo một cái sức gì đó cho em kia xe trong nước. Và có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra khoản tiền cực lớn để sở được một cái chiếc xe còn xin. Số chứng minh sẽ cộng dầu Hell có bạc triệu đến từ hệ của Hell được bấm dầu S. Đi cùng với đó là ngắt dầu ra màu xanh đục bảo để tháo rời dễ dàng, không chảy dầu và lắp lại cũng cực kỳ nhanh, không cần phải canh dầu v.v. Tận dụng có heo của Rainbow Blitz 2.5 xứng kết hợp điện của Rainbow Oversight. Những món đồ chơi danh tiếng sổ mức giá cũng hơi cao, điển hình như con heo dầu là 10 triệu, để thắng tầm cũng gần 5 triệu. Ford Holden bình dầu rời nằm sau với chiều cao là 2.3, tức là cao hơn 3 phần sầu xin. Vì vậy hành trình tuy cũng dài hơn, chịu lực cũng tốt hơn, nhưng chiều cao này sẽ chưa đủ để làm cao phần đuôi xe hoặc làm bánh sau chạm đất thì đã chống đứng. Được cố định và phát bằng một cái đầu bấm và các chân đơn giản gọn gàng, giá trị cây phục này không thua kém gì cái dòng heo dầu ở trước khoảng 10 triệu. Cái dàn chân ở dụng mâm của Raceboy phiên bản địa chức đường sau dành cho cái dòng Exeter cho làm và Silex ở dụng, không cần phải chế cháo một chi tiết nào. Cái dòng mâm này được rất nhiều anh em chơi xe hay được ưa chuộng bởi mức thành rẻ, mẫu mã đẹp và có thể chế cho rất nhiều dòng xe khác nhau. Nói về cái phần dàn áo được phát họa lại cái phiên bản quen thuộc của Yamaha, lấy da mộc đen bạc làm chủ đạo, đi kèm với đó là bộ tem cam trông cực kỳ nhìn mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.